Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh chaitv.vn. Chúng ta đang học là về lập trình Java, và trong những bài trước thì chúng ta đang nói về các khái niệm kế thừa trong lập trình Java. Hôm nay thì mình và các bạn sẽ cùng nhau trả lời một câu hỏi nhé. Đó là trong rất là nhiều cái dạng kế thừa của Java mà chúng ta đã làm quen thì các bạn chưa thấy và chưa nhìn thấy một cái class mà nó có thể đa kế thừa trong Java. Thì mình sẽ giải thích cụ thể cái khái niệm đa kế thừa nó là như thế nào, và chúng ta cũng sẽ thử code xem coi nó có được hay không. Nhưng mà mình cũng nói trước với các bạn luôn, đó là trong Java chắc chắn không có đa kế thừa. Còn lý do vì sao thì bây giờ mình và các bạn cùng nhau đi xem xét thử nhé. Ở đây thì mình sẽ tạo ra một cái pseudo class mới, và mình sẽ thử tạo ra một số cái class để cho các bạn xem nhé. Đây, mình ví dụ nhé. Mình có một cái class là class con người đi. Các bạn thấy không ạ? Con người nhé. Con người. Thì con người ấy thì nó sẽ có rất là nhiều cái thuộc tính đó, đúng không? Thì mình cứ cho một vài cái thuộc tính đi các bạn nhớ nhé. Trong những cái class mà các bạn muốn sử dụng theo kiểu là lớp cha đó, super class, thì các bạn hãy sử dụng cho mình là protected. Ví dụ con người có là tên, họ và tên nhé. Rồi, con người cũng sẽ có cái gì nữa các bạn? Ví dụ như là có năm sinh đi. À, mình cho hai cái thông số thôi. Ngắn ngắn thôi. Rồi. NT năm sinh. Thấy chưa? Con người thì lại có một cái một số cái hành động, ví dụ như là ăn, ngủ, nghỉ. Đó, cái này thì rất rất là dễ luôn đúng không? Ăn nè. Ngủ này đó, ăn ngủ rồi mình cho hai cái hai cái phương thức thôi để cho nó ngắn gọn nhé. Dài quá thì cái sơ đồ của chúng ta nó sẽ rất là dài. Tất nhiên là con người nó có nhiều cái thuộc tính hơn và nhiều cái hành động, nhiều cái phương thức hơn, nhưng trước mắt thì chúng ta sẽ làm quen với một số cái thông số ngắn gọn như thế này nhé. Bây giờ thì các bạn biết rằng con người nó có xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới đúng không? Có thể là có người Việt Nam nè, có người Mỹ nè, rồi có người Ba Lan, có người Nhật Bản, có người Hàn Quốc, vân vân, rất là nhiều luôn, rất là nhiều luôn. Thì bây giờ mình sẽ lấy thử ra hai cái dạng thôi. Lấy là người Việt Nam đi. Người Việt Nam. Rồi. Ở bên đây thì mình có một cái dạng nữa, đó là người Mỹ hay người Hoa Kỳ gì đó, được chưa? Rồi. Đó. Đó, mình thêm một class nữa đi. Mình thêm một class nữa đi ha. Để cho các bạn thấy cho nó có cái sự phân biệt. À, người Ba Lan. Rồi, ok chưa? Thì những cái class này nè, nó đều là con người cả, nên nó có thể extend lại, đúng không các bạn? Nó có thể kế thừa lại những cái thông số, ví dụ như là họ, tên, ngày tháng năm sinh, đó là những cái thuộc tính cơ bản đó. À, đây chúng ta có thể kế thừa như thế này. Các bạn thấy không? Tới cái bước này thì chúng ta thấy nó mọi thứ nó vẫn rất là ok, vẫn rất là bình thường. Nhưng các bạn để ý xem nè, người Việt Nam, người Mỹ và người Ba Lan á, thì nó sẽ sử dụng những cái ngôn ngữ khác nhau thôi ha. Ví dụ như là chỉ riêng cái phương thức là phương thức xin chào thôi. Thì phương thức chào đi, xin chào nhé. Đó. Rồi, thì người Việt Nam sẽ nói những cái từ ví dụ như là xin chào bạn, hay là con chào bạn, cháu chào cô, cháu chào bác, vân vân. Đó, thì đó là cái cách người Việt Nam. Người Mỹ á thì họ lại sử dụng tiếng Anh đúng không các bạn? Đó, thì nên do đó là các bạn cũng phải làm lại cái phương thức xin chào ở chỗ cái tình huống này. Thì người Mỹ họ có thể xin chào đó là good morning, hi, hello, vân vân, rất là nhiều tình huống xảy ra. Đó. Rồi người Ba Lan thì họ cũng lại có cái ngôn ngữ của họ nữa. Thế thì mình lại phải làm ra cái phương thức xin chào ở đây. Tiếng Ba Lan xin chào có thể là Dzień dobry hay là Cześć, vân vân. Đó thì họ sẽ có những cái dạng là những cái từ khóa để mà khi mà chúng ta gọi cái phương thức xin chào đó là nó sẽ hiển thị ra khác nhau. Đó, các bạn thấy không? Rồi bây giờ mình đặt cái tình huống nữa, đó là mình đặt một cái tình huống nữa, đó là có một cái dạng class con, ví dụ như là class là học sinh đi. Học sinh. Rồi, học sinh.
Và mình đặt ra cái tình huống rằng à, bạn học sinh đây nè, bạn học sinh này, bạn có thể kế thừa, bạn có thể là vừa là người Việt Nam, bạn vừa là người Mỹ, bạn vừa là người Ba Lan luôn. Đó. Thì cái phần mà cái khu vực phía trên này thì ok, nhưng cái khu vực ở phía dưới này nè, các bạn thấy không? Một học sinh nó kế thừa là người Việt Nam, một học sinh này vừa là người Việt Nam, vừa là người Mỹ, vừa là người Ba Lan. Đó. Thì cái khu vực này là khu vực sẽ có vấn đề. Tí nữa chúng ta sẽ code thử các bạn xem coi nó có code được hay không nhé. Nhưng bây giờ các bạn cùng nhìn với mình một chút. Hôm trước chúng ta nói về cái vấn đề kế thừa trong lập trình Java, đó là khi bạn kế thừa thì bạn sẽ nhận được và có thể sử dụng được những cái thuộc tính hoặc là những cái phương thức từ lớp cha. Giả sử như trong tình huống này, các bạn học sinh này, bạn kế thừa được đi, bạn kế thừa cả người Việt Nam, cả người Mỹ, cả người Ba Lan, bạn là ba dạng người trên thế giới này luôn. Thì nếu như mình gọi cái hàm xin chào, lấy học sinh chấm xin chào, thế thì sẽ lấy cái hàm từ cái class nào đây? Class người Việt Nam, class người Mỹ, class người Ba Lan. Bạn học sinh này bạn sẽ nói một câu đó là à, xin chào bạn, hay là good morning, hay là chess. Rất là khó, đúng không? Bạn học sinh này bạn không biết lấy từ đâu cả. Cùng một cái phương thức đó là xin chào của tất cả những cái class cha này. Bạn học sinh này bạn sẽ bị confused, bạn sẽ bị bối rối, bạn sẽ không biết à, bây giờ xin chào thì mình sẽ sử dụng ngôn ngữ nào để mình nói đây. Các bạn thấy không ạ? Do đó trong Java nó sẽ không có cái mô hình mà một cái class con như thế này kế thừa lên nhiều cái class cha như thế này. Cái mô hình này sẽ không có nha các bạn. Bây giờ để chứng minh đó, thì mình sẽ code cho các bạn xem. Mình sẽ code cho các bạn xem là cái mô hình này sẽ không có tồn tại trong cái ngôn ngữ lập trình Java. Đây mình sẽ tạo ra một cái dự án mới nhé. New Java Project nè. Rồi mình tạo ra đây là bài số 41. Rồi, chúng ta cũng sẽ tạo từ trên xuống theo cái sơ đồ lớp lúc nãy mà chúng ta vừa vẽ ra đấy. Thì mình sẽ close on cái này nhé. Rồi mình sẽ tạo ra cái class đầu tiên là class con người nè. New class con người. Đó. Con người thì lại có cái một vài cái thông số thôi. Đó là protected string họ và tên. Rồi. Protected INT năm sinh. Đó các bạn thấy không? Rồi ở đây thì mình cũng sẽ mình sẽ tạo ra constructor nha các bạn. Đây, generator nè, đó. Rồi, mình xóa cái này đi. Enter cái này xuống. Rồi, chúng ta cũng sẽ tạo với nhau những cái phương thức là getter và setter nữa. Ok. Đó. Là các bạn có thể tạo ra những cái phương thức như là ăn đúng không? Ăn nè. Đó. Sit out. Sit out nè nhé. Mâm mâm. Đó này chưa? Rồi ngủ. Đó, ngủ nha. Ngủ thì thường là như thế này, đó, được chưa? Rồi, ví dụ như thế. Bây giờ thì mình sẽ tạo ra hàng loạt những cái class còn lại, đó là class người Việt Nam, rồi người Mỹ, rồi người Ba Lan, vân vân. Người Việt Nam nhé. Người Việt Nam thì sẽ extend các class cha của hồi nãy chúng ta vừa định nghĩa ra đó là class con người. Các bạn nhắn truyền vào đây giúp mình cái phương thức này. Đó, rồi. Ở đây chúng ta sử dụng cái từ khóa super để chúng ta truyền những cái tham số này qua cho lớp cha và lớp cha nó sẽ tự tạo ra cái constructor nhé. Rồi, mình cũng sẽ trong cái class người Việt Nam thì chúng ta có một cái phương thức đó là phương thức xin chào. Đó. Chào hỏi nhau đấy. Thì người Việt Nam xin chào thì mình sẽ xuất ra cái câu là xin chào luôn nhé. Đó, rồi. Đó. Rồi, tiếp tục người Mỹ, mình tạo ra class người Mỹ. New class người Mỹ. Ok chưa? Rồi, ở đây mình cũng extend nè. Con người.
Sau đó thì mình lại tiếp tục làm cái phương thức đó là xin chào. Thì cái cách xin chào của người Mỹ á, là họ không có nói được cái chữ xin chào như cái kiểu người Việt Nam mình, mà họ sẽ dùng cái từ là hello đi. Đó, hello. Đó, các bạn thấy không ạ? Rồi tương tự như vậy nữa thì các bạn sẽ có các class đó là người ta là. Rồi, ở đây thì người Ba Lan thì cũng sẽ phải extend cái club con người luôn. Rồi, chúng ta sẽ add cái constructor vào nhé. Ở đây thì tiếp tục chúng ta lại có một cái phương thức là xin chào. Tức là nếu như các bạn tạo ra cho tất cả các nước trên thế giới 100 mấy chục nước á, thì các bạn có thể là viết cái hàm xin chào này khác nhau cho tất cả 100 mấy chục nước. Ok, thế thì người Ba Lan xin chào thì họ sẽ thường dùng một cái từ ngắn gọn thôi, đó là chess. Rồi, thì bây giờ mình và các bạn lại test thử trước khi chúng ta làm cái phần phía dưới các bạn nhé. Mình sẽ test thử ở đây cho các bạn xem. Mình tạo ra một cái lớp là test, rồi mình tạo ra một cái lớp main, xin lỗi, một cái phương thức main. Đó, à, chúng ta có thể tạo ra hàng loạt đối tượng con người nào, ví dụ là người Ba Lan nhé. NBL bằng new một cái người Ba Lan như thế này đó, ví dụ như Tomek đi ha. Đó, sinh năm 2015. Rồi mình có thể tạo ra một người Việt Nam, NVN bằng New ở Việt Nam đó, Tùng TITV. Rồi, dù năm sinh là 2021 đó, các bạn thấy không? Rồi mình cũng có thể tạo ra một người Mỹ ở đây, NM bằng New người Mỹ. Ở đây thì mình sẽ đặt tên như thế này, là Mick Michael đó, anh chưa, 2030, các bạn thấy không? Thì chúng ta vừa tạo ra được những cái đối tượng này đó, mình có thể lấy n Ba Lan này chấm xin chào này, rồi người Việt Nam chấm xin chào, rồi người Mỹ chấm xin chào. Thì bây giờ mình sẽ nhìn thấy cái kết quả của từng bạn nói xin chào này, các bạn sẽ nhìn thấy nhé. Run Java Application, đây Jess xin chào, hello, vân vân, rất là dễ đúng không các bạn? À, ở đây thì nó bị cái lỗi cái phông chữ rồi. À, mình sẽ lưu lại một chút. Ok. Bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục quay lại nhìn cái sơ đồ. Giả sử như có cái vấn đề đó là đa kế thừa trong lập trình Java, một bạn học sinh, bạn có thể vừa là người Việt Nam, vừa là người Mỹ và vừa là người Ba Lan, thì mình sẽ thử cho các bạn xem nhé. Đây, mình sẽ nêu ra một cái class mới. Đó là học sinh. Thế thì khi mà các bạn tạo ra class học sinh này nè, mình sẽ extend. Các bạn sẽ nhìn thấy extend nè. Rồi, người Việt Nam nhé. Sau đó mình lại extend tiếp. Các bạn thấy không? Không làm được, cố tình đánh luôn. Người Mỹ. Rồi, extend người Ba Lan. Đó, các bạn thấy không? Không thể làm được như cái kiểu này, không thể nào làm được luôn. À, các bạn sẽ thấy nó sẽ báo đỏ như thế này. Code nó sẽ báo đỏ luôn, các bạn không chạy được luôn nha các bạn nhé. Rồi giả sử như các bạn không thể nào chạy được,
Cho Eclipse thì nó sẽ bắt lỗi như thế này luôn. Nhưng khi mà các bạn lập trình bằng Notepad hay là bằng những cái công cụ nào mà gõ bên dưới thì các bạn vẫn vẫn có đoạn code này, nhưng khi các bạn biên dịch nó thành file class á, là nó sẽ bị lỗi, không thể nào chạy được luôn, các bạn thấy không ạ? Đó. Extend này các bạn thấy không? Nó báo lỗi ở cái token này, đúng không? Thế thì một bạn học sinh á, bạn không thể extend nhiều cái class được. Chỉ extend một cái class Việt Nam hay gì thì ok, hay là Ba Lan hay là người Mỹ gì đó thì ok, nhưng extend nhiều class cùng lúc là không thể xảy ra được nha các bạn. Nhưng mà giả sử như trong cái tình huống nào đó mà các bạn muốn một cái class con á, mà nó có rất là nhiều cái hành động, nhiều cái phương thức ở trong những cái class khác, và nó sẽ bắt chước lại cái tên phương thức hay gì đó, thì trong Java nó sẽ có một cái khái niệm khác, nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta cái vấn đề này, là đạt được cái mục đích đa cái thừa, nhưng không phải là đa cái thừa, chỉ là copy lại cái thao tác, copy lại cái hành động, hay là copy lại cái thuộc tính của nhiều cái class thôi, mà mà cái phương thức cái hành động đó nó phải được thực thi ở bên trong cái class con chứ không phải là ở những cái class cha. Thì nó có một khái niệm đó là interface. Interface thì cái khái niệm interface này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn trong những cái bài tiếp theo. Tuy nhiên trong cái bài hôm nay thì muốn muốn nhấn mạnh với các bạn rằng đó là trong lập trình Java, khi các bạn lập trình kế thừa thì không có khái niệm một cái class con nó kế thừa nhiều cái class cha, nghĩa là nó extend nhiều cái class cha cùng lúc. Vấn đề này là không có nha các bạn. Nó chỉ các một lớp cha có thể có rất nhiều class con, nhưng một class con thì chỉ có một cái class cha thôi. Đó, các bạn để ý giúp mình cái vấn đề này. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi video clip này của mình. Nếu như các bạn thấy hay thì các bạn nhấn giúp mình cái nút like. Nếu như các bạn thấy không hay thì các bạn nhấn vô cái nút dislike để mình còn biết và mình hiệu chỉnh cho nó phù hợp hơn. Và nếu có câu hỏi, có thắc mắc, có comment, có đóng góp gì đó thì xin các bạn hãy comment phía bên dưới. Mình sẽ dành thời gian để trao đổi thêm với các bạn nha. Và cũng rất là mong các bạn sẽ đăng ký kênh để ủng hộ mình. Và hơn nữa, khi các bạn đăng ký kênh, các bạn sẽ nhận được thông báo những cái video clip tiếp theo và sẽ theo được cái chuỗi bài học này. Mỗi ngày chúng ta học một chút thôi. Mình biết rằng các bạn khi mới tiếp nhận thì những khái niệm này rất là khó, nhưng rất là mong các bạn sẽ đừng bỏ cuộc, cố gắng làm đi làm lại, nghe đi nghe lại một vài lần thì mưa dầm thấm mưa, gì đó mưa lâu thấm đất gì đó mình cũng nhớ nữa, nhưng mà ít nhất là mình chịu khó hàng ngày thì các bạn sẽ học được và sẽ làm được việc đó các bạn ạ. À, cố gắng nhé, cảm ơn các bạn, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại nha, xin chào.